Các bạn ở Sài Gòn cho mình hỏi, bánh tráng họ bán một bịch như này chỉ 25.000, cơm cháy như này chỉ có 39.000, có phải là rẻ không ạ? Mình tìm được một địa chỉ bán đồ ăn vặt cực đa dạng mà giá thì siêu rẻ ở 825 Hoàng Sa, quận 3 này. Địa điểm này như kiểu siêu thị, thiên đường dành cho các tín đồ ăn vặt vậy. Ở đây bánh tráng vừa rẻ vừa đa dạng, mức giá thì cứ từ 25.000 một combo và có ti tỉ các loại bánh tráng trộn vị khác nhau. Thích combo hay là thích bánh tráng cả bịch trộn sẵn gia vị thì cũng đều có hết. Còn nếu mà ghiền hơn thì có cả quầy các loại muối tép hành phi này, rồi sa tế sốt trộn muối nhuyễn riêng đủ size thoải mái để lựa chọn luôn. Ngoài bánh tráng các loại thì mình thấy họ còn có rất rất nhiều các loại đồ ăn vặt khác, chẳng hạn như là cơm cháy trà bông. Mà buồn cười để cái tên xì ke dầm, chưa ăn là đã thấy dính dính rồi đấy. Mình có mua vài loại về để ăn thử và để làm quà gửi về quê. Cái bọc căng tròn như này thì là bánh tráng ủ bơ thấy họ giới thiệu là món bán chạy nhất này. Cả combo bánh tráng sa tế bò chưa thấy ở Hà Nội bán bao giờ. Hai món này ăn vặt những lúc cô đơn trên sofa thì nó lại là quá hợp lý. Bánh tráng thì đều dẻo, mềm, dai, không hề bị khô. Loại ủ bơ thì sẽ có thêm một chút mùi thơm thoang thoảng của bơ nữa. Chấm cùng với cả sa tế muối tôm, nặn thêm ít quất chua chua mặn mặn cay cay ăn vui miệng dã man. Còn combo sa tế bò thì có vị rất giống gói mì trộn cocomi bò ăn thơm phết. Ăn không hết thì các bạn nhớ bọc kín lại, tránh bánh tráng gặp gió là nó sẽ bị khô cứng. Cẩn thận hơn thì cho vào ngăn đá tủ lạnh để tránh bánh tráng bị mốc. Khi nào ăn lấy ra cho mềm là ok ngay. Nếu bạn thuộc team ăn vặt bánh tráng cơm cháy thì tham khảo thử địa điểm này nhé.